Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CVV. Thì ở trong clip ngày hôm nay, bên Tấn Phạm sẽ đem đến giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm quân vị bịp xốc đĩa mà được rất là nhiều anh em tin dùng sử dụng trong thời gian vừa qua. Bộ quân vị này là dành cho những anh em nào mà đi xóc cái anh em nhé. Đấy, thì trước khi mà đi vào chi tiết về cái bộ quân vị này thì mình sẽ thông báo với anh em một điều rằng là hiện tại bên Tấn Phạm đang có chương trình khuyến mại dành cho tất cả anh em, là khi anh em đăng ký kênh YouTube này của mình đấy, anh em kết bạn đến số Zalo hotline trên màn hình này của mình đây, là bên mình sẽ dành tặng cho anh em một phần quà, đó chính là một bộ phím rung. Đây chính là một bộ phím rung anh em nhé. Thì cái bộ phím rung này thì khi anh em sử dụng này đấy, nó sẽ hỗ trợ cho anh em là đi đánh sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu để giúp cho anh em báo phím cho nhau một cách rất là dễ dàng. Đấy, một người làm kỹ thuật thì cầm cái khiển, còn người chơi thì anh em sẽ cầm cục rung trong người. Ví dụ anh em đi đánh sóc đĩa lẻ thì anh em bấm một rung, mà chẵn thì anh em bấm hai rung để báo cho người của mình biết. Đấy, thì cái bộ sản phẩm này thì bên mình sẽ dành tặng hoàn toàn miễn phí cho những anh em nào mà đăng ký kênh và kết bạn đến số Zalo hotline này. Đấy, nhắn tin qua là bên mình sẽ gửi về cho anh em, rất là ok cho anh em luôn. Thì với cái bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn này, là một bộ sản phẩm quân vị bịp xốc đĩa. Khi anh em đi chơi sử dụng, anh em chỉ cần đưa cho mình bộ quân vị. Đấy, đưa cho bộ quân vị vào, còn đâu bát và đĩa thì hoàn toàn là xanh chín. Bộ quân vị này thì có thể làm được cho anh em là từ lá bài này. Đấy, lá bài thì có thể làm được từ tất cả các cái lá bài có trong bộ bài, hay là vỏ bao thuốc. Vỏ bao thuốc thì sẽ có vỏ bao thăng long, vỏ bao vina hay vỏ bao ba số ngựa. Đấy, đều có cho anh em nhé, nên anh em hoàn toàn yên tâm, rất là ok khi sử dụng ạ. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ giúp cho anh em mà khi đi sóc cái, đấy, tất cả anh em khi đi sóc cái ấy, anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ giúp anh em là sóc chẵn, sóc lẻ là theo ý muốn của anh em. Đấy, tức là anh em khi sử dụng nhé, anh em có thể sóc 5-10 tiếng chẵn hay 5-10 tiếng lẻ hoàn toàn là ok. Anh em muốn sóc bao nhiêu tiếng chẵn cũng được và bao nhiêu tiếng lẻ cũng được, hoàn toàn là rất là đơn giản. Mà độ hiệu quả chuẩn xác của nó gần như là 100% cho anh em. Đấy, nên là anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì cực kỳ là yên tâm rồi. Nó sẽ giúp cho anh em là chiến thắng lớn luôn đấy. Đấy, thì để mà kiểm chứng cho cái lời nói của đây mình ấy, thì sau đây mình sẽ đi vào là mình test cho anh em xem về chất lượng của bộ sản phẩm này trước, sau đó thì mình sẽ đi hướng dẫn cụ thể cho anh em cách sử dụng của nó anh em nhé. Thì như anh em có nhìn thấy ở đây, đây là một cái tiếng tứ tử đúng không ạ? Đây là một tiếng tứ tử thì mình sẽ sóc về sấp đôi cho anh em này. Đấy, đây nhá, đang tứ tử này, sóc về sấp đôi rất là đơn giản đấy. Đấy, thì 100% nó sẽ về sấp đôi này, anh em có thể thấy ở đây, anh em thấy chưa, sấp đôi ok cho anh em, cực kỳ là ok luôn nhá. Sấp đôi tiếp tục này, mình sẽ sóc về sấp đôi tiếp này, vẫn sấp đôi này. Đấy. Đấy, vẫn sấp đôi cho anh em. Đấy, mình muốn sóc về sấp đôi mà thì nó sẽ về sấp đôi thôi. Đấy, anh em có thể thấy cực kỳ là chuẩn xác luôn. Đấy, khi mà anh em đi sóc cái ấy, anh em chỉ cần biết được chẵn, biết được lẻ thôi là anh em sẽ là một người giành chiến thắng rất là lớn rồi, chứ không có cái lý do gì nữa mà anh em không thể thắng được đúng không ạ? Tại vì anh em biết được chẵn, được lẻ, mà đây anh em lại còn sóc được chẵn, sóc được lẻ theo ý muốn của mình. Ví dụ làng đang theo cầu chẵn này, làng đang theo cầu lẻ này, thì mình vẫn sóc về sấp đôi này. Ví dụ đang sấp đôi, làng đang theo cầu lẻ, mình sóc về sấp đôi. Đấy, thì là nó vẫn về sấp đôi thôi, anh em có thể thấy đây. Ok chưa? Đấy, rất là ok. Hoặc ví dụ như là làng đang theo cầu, là không theo cầu lẻ nữa mà làng theo cầu chẵn đi. Làng theo cầu chẵn thì mình sẽ sóc về lẻ cho anh em này. Cụ thể đây nhá, mình sóc về ba đen để anh em thấy được là cái sản phẩm này không những nó sóc được về chẵn mà nó sóc về lẻ cũng rất là dễ dàng này. Ba đen của anh em này, anh em nhìn. Đấy, mình sẽ sóc về ba đen. Đấy, ba đen chuẩn 100% luôn. Anh em thấy chưa? Ok chưa anh em? Rất là ok nhá. Đấy, về ba đen hoặc tiếp tục như thế, anh em vẫn muốn sóc về lẻ nhưng mà anh em không thích ba đen, anh em thích ba trắng đúng không ạ? Mình sẽ sóc về ba trắng cho anh em xem này. Đấy, mình sóc về ba trắng này. Đấy, thì là nó sẽ về ba trắng, anh em thấy đây. Đấy, ba trắng của anh em. Đấy, anh em thấy không, cực kỳ là hiệu quả luôn anh em nhé. Thì bộ sản phẩm này, cái cách sử dụng của nó như thế nào? Thì trước hết là cái bộ sản phẩm này thì anh em cần phải biết là nó sẽ bao gồm cho anh em là một bộ vị đây, đi kèm theo nó là một cái kẹp nam châm đây, anh em thấy không? Đây là một cái kẹp nam châm rất là nhỏ,
bằng trong lòng bàn tay thôi. Cái kẹp này anh em có thể bỏ nó ở trong ví, anh em kẹp nó ở trong tiền, hay là anh em dán nó ở bắp chân bắp đùi của anh em, hay anh em để đâu, để khi anh em sóc cái nhá, anh em sóc cái anh em sóc trên cái bộ vị này. Đấy, anh em sóc cái bộ vị trên cái kẹp này là nó sẽ về chẵn lẻ theo ý muốn của anh em. Đấy, anh em chỉ việc sóc bộ vị trên cái kẹp này thôi. Ví dụ nha, mình sẽ để cho anh em cùng xem này. Mình sẽ để cái kẹp ở đây, sau đó mình sóc này. Ví dụ mình muốn sóc về sấp đôi đúng không ạ? Mình muốn sóc về sấp đôi nhá. Thì mình cứ sóc ở trên mặt cái kẹp là bình thường như thế này thôi. Đấy, anh em thấy không? Sóc trên kẹp, mặt kẹp bình thường này thì nó sẽ về sấp đôi. Trăm tiếng nó sẽ về sấp đôi luôn. Đấy, sấp đôi của anh em. Rất là ok đúng không ạ? Tiếp tục này, một tiếng sấp đôi nữa này. Đấy, đấy là khi anh em sóc, mà anh em sóc cái muốn nó về sấp đôi thì nó sẽ là như thế. Anh em chỉ sóc trên bề mặt của cái kẹp này là được. Còn anh em muốn sóc về lẻ, anh em muốn sóc về lẻ thì anh em cần thực hiện cho mình hai bước nhé. Muốn sóc về lẻ thực hiện hai bước này. Bước thứ nhất này, lật cái kẹp này lại cho mình. Đấy, lật cái kẹp này lại là bước thứ nhất này. Bước thứ hai là anh em dùng miệng bát này, anh em kẹp giữ cho mình một vị. Ví dụ anh em muốn về ba trắng, anh em kẹp vị trắng. Anh em muốn về ba đen, anh em kẹp vị đen. Ví dụ như đây, mình muốn về ba trắng này, mình kẹp vị trắng sau đó mình sóc. Đấy, thì là nó sẽ về ba trắng này. Anh em đấy chưa? Chuẩn xác, ok, hiệu quả cho anh em nhé. Đấy, nên là anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn này, hoặc anh em nào mà muốn sở hữu cho mình đến cái bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn này ấy, thì anh em có thể là vui lòng là anh em nhấc điện thoại của mình lên. Đấy, anh em cứ nhấc điện thoại của mình lên, anh em gọi điện trực tiếp đến cái số hotline trên màn hình kia. Đấy, anh em điện hoặc nhắn tin qua Zalo đều được, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em đặt hàng anh em nhé. Thì những anh em nào ở gần cơ sở bên mình, đấy, anh em nào gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em nào ở xa thì khi đặt hàng, bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện anh em nhé. Đấy, thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Thì cuối video ấy, mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay ấy, thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.